Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang nha. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay theo anh Sang, anh Kiệt để quay cưa bỏ cây sầu riêng. Thì trước mắt mình là chú chủ vườn. Cây sầu riêng cũng khá to cả nhà. Chú ơi, cây sầu riêng này còn cách cứu chữa hay không mà mình cưa bỏ chú? Còn cách mà, nhưng mà lỗi thời rồi. À, nó lỗi thời, kiểu là nó quá lão hả chú? Dạ. Thầy lấy tháp là được đó mà không bỏ. Dạ. Cây sầu riêng này khoảng bao nhiêu năm mà chú? Năm 2000 tới giờ đó. Dạ, vậy là nó cũng lâu, cả 20 năm ha. Hơn 20 năm rồi. Hơn 20 năm, cả nhà thấy rồi. Cây rốc của nó rất to, hồi lúc đương thời sầu riêng chưa có phong trào thì cây sầu riêng này đã có rồi. Sầu riêng này đã tiện không đấy chứ. Dạ. Dạ, nó còn cách cứu chữa nhưng mà chú không có để lại, nhờ anh Sang với anh Kiệt cưa bỏ luôn để bảo dưỡng cây sầu riêng kế bên. Xin mời cả nhà cùng theo dõi nhóm anh Kiệt sẽ cưa bỏ cây sầu riêng siêu to này như thế nào. Bên ngoài thì có cái nhánh nó cũng còn sống. Dạ, cái này chú nói đúng ra là đôn tháp được luôn á, nhưng mà chú không chịu, cũng có trái khô nè, những cái bông. Dạ, đúng chống trồng kỹ. Ở đây toàn là đại gia miệt vườn, toàn sầu riêng không có nhà. Ủa, làm gì anh Kiệt? Bộ tính cưa, leo lên cưa luôn hả? Ồ, anh Kiệt cưa luôn cả nhà, leo cưa luôn. Giữ nha. Giờ leo thang, trời, tao đu dây lên á. Nặng quá sợ đứt dây. Đang đứng là toàn tèn cái nhánh nè. Cái nhánh này bên dưới có mấy sợi dây điện. Ông ơi, ông cho nắng đi, đừng mưa ông ơi, ông kiểu mới leo cưa thôi. Hiếm hồi lắm mới thấy anh Kiệt xuất hiện leo cả nhà. Từ hồi quay cái me thấy chưa. Anh Kiệt buộc chắc là dèo vậy nhanh đó. Leo sầu riêng mang dép nó mới ghê chứ. Thầy anh Sang bữa nay bên dưới hỗ trợ anh Kiệt nha, buộc máy cưa đồ, xe lật giặt đồ. Nghe nói anh Kiệt ra cưa ai cũng bỡ ngỡ, anh Sang buộc máy lên cho anh Kiệt, máy bự luôn. Rồi, máy nhỏ chỉ cần đâu, cần máy lớn. Người hàng công có cái lối đi riêng.
đồng hồ nước nha. Cả luôn. Lên tiếng cho vô bụi chuối chẳng đá anh kia cũng cho vô bụi chuối sao mở miệng lật ra ngoài này cũng được chị nào đó đó mở lật mày lại cái giỏ mày lên cứ đi trời ơi. Nào theo cách của người thành công chậm mà chắc làm cách riêng của người ta cha ơi. Được rồi nãy không chưa đủ độ khó ông dắt anh công dây điện hai công dây điện ông lo gì đó là cho đủ độ khó. Sáng nay không ai bán xôi bán bánh mì không nghe trời đó bụng quá. Đã bánh mì không chạy qua rồi đó. Thấy rồi mà không kịp. Hay quá anh ơi. Lần thảy thứ 101 bắt đầu. Tên 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 đã thành công. Xuống mà bỏ con dây điện xuống dưới cũng được nó kẹt.
nó giờ mấy anh bển. Chú chủ nhà đứng à, trên nóc nhà. Kéo lên thay gì á, nó thơm xuống mà tới rồi.
cái leo lên cái hàng rào cua nhánh này rớt xuống ha. Gấp gì lắm hả? Chú ra ngoài chặn xe giùm chú. Ra ngoài chặn xe. Chú nhà chặn xe. Cái anh sang kia cái nhánh này. Nhánh này em sao phải lên được đây. Cái này thì anh kề cả xuống góc à. Hay, cái thử riêng anh ngồi. Cái này nó còn non cái nhà ơi, nó cũng già rồi đó. Già hả? À, trái này cũng già cũng liền rồi. Già rồi. Vậy đó, hả? Gì vậy? Không, già. Chết. Nó già lắm rồi. À. Thank you.
Tạm biệt cả nhà nha, cả nhà những video mới tiếp theo.